Vì sao gần đây Bảo Thanh vắng bóng trên phim truyền hình? Là gương mặt được đông đảo khán giả yêu thích nhưng thời gian gần đây, nữ diễn viên Bảo Thanh không tham gia các bộ phim truyền hình. Mới đây, Bảo Thanh hiếm hoi trở lại truyền hình trong vai trò khách mời chương trình Nghe Nhạc Cùng Tôi. Tại đây, nữ diễn viên Về Nhà Đi Con đã có những chia sẻ xúc động về chuyện làm nghề. Đặc biệt hơn, cô tiết lộ lý do nghỉ đóng phim dù đang là gương mặt được yêu thích trên màn ảnh nhỏ. Bảo Thanh cho biết lý do cô nghỉ đóng phim là để trở về sân khấu. Cô lý giải, ánh đèn sân khấu có sức hút ghê gớm, đứng trên sân khấu, ánh đèn chiếu vào, ở dưới là khán giả, cảm giác rất khác. Có thể ở đây tôi không run tí nào, nhưng bước chân lên sân khấu, nhìn xuống dưới biết bao nhiêu khán giả tôi lại cảm thấy run. Nhưng nếu như đến một ngày bước ra sân khấu mà tôi không còn run thì lúc ấy hết thanh xuân rồi, hết duyên rồi. Cô giáo tôi dạy rằng, nếu như cảm thấy hết sự tươi mới rồi thì chắc khi ấy cũng phải tính đến chuyện không làm nghề nữa. Bởi vì lúc nào lên sân khấu cũng phải như mới thì mới là một người nghệ sĩ. Bảo Thanh chia sẻ cô cảm thấy may mắn và tự hào khi trở thành một thành viên trong nhà hát kịch Công an Nhân dân. Bà mẹ hai con gửi lời cảm ơn ông xã vì đã ủng hộ niềm đam mê sân khấu và mong muốn nối nghiệp bố mẹ của Bảo Thanh, anh ấy luôn ủng hộ, thấu hiểu, lo lắng và gánh vác tất cả công việc lẽ ra tôi phải làm để cho tôi có những năm tháng yên tâm hoạt động nghệ thuật và có được những thành công như ngày hôm nay. Dẫu vậy, Bảo Thanh vẫn mong muốn trong thời gian tới, nếu có kịch bản, vai diễn hay, cô sẽ trở lại màn ảnh. Nữ diễn viên xúc động chia sẻ rằng cô trân trọng tình cảm khán giả dành cho mình trong suốt bao nhiêu năm làm phim. Khán giả luôn dành cho Bảo Thanh tình cảm mà bất cứ nghệ sĩ nào cũng mong ước có được tình cảm như vậy. Quan trọng nhất là dù mình có nghỉ sinh em bé lâu như thế nhưng mọi người vẫn luôn yêu thương, hối thúc, chờ đợi Thanh ổn định gia đình rồi quay trở lại làm phim. Đó là niềm hạnh phúc vô cùng lớn với một người nghệ sĩ như tôi. Bảo Thanh sinh năm 1990, đầu quân cho nhà hát Tuổi Trẻ. Sau đó, vì muốn cùng ngành với chồng, cô chuyển về đoàn kịch Công an Nhân dân. Dù là diễn viên kịch nhưng Bảo Thanh lại nổi tiếng và ghi dấu ấn qua những bộ phim truyền hình ăn khách như Ba ơi mẹ có về không, Hợp đồng hôn nhân, Sống chung với mẹ chồng, Ngày ấy mình đã yêu, Người phán xử, Về nhà đi con, Đôi mắt âm dương.